Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, thì mình quay cho bà con xem về cái tình hình của anh Phùng Tiến Thuận ở Phú Xuân, Crong Năng, Đắk Lắk. Thì với vườn chanh dây này anh trồng với 300 gốc. Thì những cái hiện tượng chính của cái vườn chanh dây 300 gốc của anh này á, là vườn bị cháy lá. Cái vườn chanh dây của anh phun thuốc không đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn á. Khi anh mua thuốc ở ngoài đại lý về á, thì anh phun lên thì có hiện tượng là cháy hết lá. Nhưng bà con xem là đó, trái rụng với lại bị cháy lá hết. Cháy vàng luôn, cháy như là thuốc cỏ xịt lên nhỉ. Đó, con xem những tầng lá không, cháy vàng hết cả cây luôn. Thì anh qua qua tư vấn thì anh nói là vườn này 300 gốc mà anh phun hết 299 gốc, chỉ còn sót một cái gốc đầu tiên, cái gốc cái còn trái là không phun thôi, thì nó trông đẹp như thế. Ban đầu cái vườn rất là xanh đẹp như thế, khi anh phun thuốc lên á, không biết anh phun đúng loại thuốc không, khi mua đại lý về á, thì anh phun ra cháy hết. Đây là cái vườn mình quay cho bà con xem, 299 gốc bị cháy lá, thì chỉ còn sót lại một cây. Thì cái vườn này chanh tơ rất là đẹp, mới có 4 tháng thôi. Qua trình bày thì anh nói vườn này mới trồng, nói chung là rất là xinh và đẹp, nhưng mà khi anh đã phun thuốc lên thì sau một đêm từ tối tới sáng á, thì anh ra kiểm tra vườn thì cái số chanh dây nó bị cháy hết lá luôn, cháy vàng luôn, và nó tiến hành rụng, trái thì cũng rụng theo luôn. Mình sẽ quay rất chi tiết cho bà con xem đó. Đây là những cái ngọn bị vàng nè, vàng hết như thế này luôn, bà con xem nè. Thì một lần nữa mình khuyên cho bà con á, trước khi phun thuốc á, thì bà con nên kiểm tra đúng bệnh đúng thuốc hãy mua, không nên mua lung tung thuốc chúng ta phun, vì chanh dây là cái cây nó dễ kháng thuốc nhất. Khi bà con nông dân chúng ta phun rất nhiều thuốc á, thì nó dẫn đến tình trạng là sau này cây nó bệnh á, chúng ta phun thuốc vào thì cây nó quờn thuốc đi, thì khó xử lý. Đồng thời chúng ta khi phun nhiều thuốc quá thì nó gây ra hiện tượng là rối loạn thuốc, vì rất nhiều thuốc mà, nên bà con cứ dùng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng vào thời tiết, phun vào sáng sớm và chiều mát, không nên phun vào buổi trưa. Thì đó là cái nguyên tắc mình khuyên bà con khi phun thuốc. Và thứ hai nữa là, thì với cái điều kiện khí hậu ở với vùng đất này là đất đất cát, thì nó cũng rất thích hợp với trồng chanh dây. Thì như ở những clip khác á, mình cũng nói với bà con á, thì hầu như cái chanh dây á là chúng ta được trồng được tất cả các nơi ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, thì cái này nó cho lợi nhuận cũng rất là cao. Nhưng mình khuyên bà con á là khi trồng chúng ta nên phòng đi, để tránh tình trạng mà khi mà nó bệnh á, chúng ta xử lý rất là nhiều, tốn rất là nhiều thuốc. Thì qua clip này bà con cứ xem và tham khảo về cái tình hình là bệnh cháy lá ở trên cây chanh dây đó. Hồi nãy giờ bà con để ý mình quay tất cả cái cây chanh dây luôn, 299 gốc, thì gốc nào cũng bị cháy lá, bất cứ gốc nào cũng bị cháy lá. Thì qua trình bày của anh Phùng Tiến Thuận á, thì anh nói thì anh rất là chán nản khi mà vườn chanh dây của anh mới trồng chưa có thu hoạch hết mà nó bị hiện tượng này. Thì bên trái cây thông mùa lắc cũng đã hỗ trợ và tư vấn cho anh, thì anh cũng quyết tâm là làm tiếp để cứu chữa những cây chanh dây bị cháy như thế này. Thì mới trồng lên mà, bất cứ ai cũng vậy, nông dân chúng ta kể cả mọi người, thì khi mà trồng mà không thu hoạch được, không có vốn thì nói chung rất là chán và nản và rầu. Nên chúng ta cứ trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật đi, thì để chúng ta thu lại lợi nhuận cho được cái vốn của chúng ta ban đầu, thì nó sẽ rất là tự tin hơn. Thì thôi, qua clip này mình cũng khuyên bà con á, nên sử dụng đúng thuốc, và cái thứ hai nữa là phòng bệnh cho cây chanh dây thật tốt khi vào mùa mưa và mùa nắng. Nói chung là phun đầy đủ về chế độ thuốc thang, và thứ hai nữa là côn trùng chích thúc. Chúng ta canh tác đúng kỹ thuật thì cái cây chanh dây chúng ta sẽ đạt năng suất cao hơn và cho chúng ta được một cái mùa chanh dây được bội thu. Thì clip này mình quay cũng gần hết đám cho bà con xem về cái gốc nào, cây nào cũng bị cháy hết á. Hồi nãy giờ mình quay thì hầu như tất cả các cây đều bị cháy lá. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video khác của trái cây thơm mùa lắc về cây chanh dây và các cây trồng khác. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Clip cũng rất là dài, và ở khúc sau là mình quay về cái tình hình của một vườn chanh úc của anh Thuận luôn. Thì nó cũng bị bệnh, thứ nhất là tóp trái, nấm và sấn lá trên chanh úc. Thì hầu như bà con cũng biết á, cây chanh úc là một trong những cái cây chanh dây mà nó sức chịu đựng bệnh của nó rất là ít, nó không được cao như tất cả các bệnh khác. Nên khi mà nó không thích hợp với thời tiết hay là thời tiết mưa nhiều á, thì nó làm cho virus nấm phát triển rất là cao. Nên bà con vui lòng phòng bệnh, cũng cây dinh úc cũng giống như cây dinh đài loan, cây nào cũng mang lại giá trị rất là cao, nên chúng ta nên phòng một cách hợp lý. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.